Ngày xưa có một đế chế to vờ lờ, nơi ấy tên là Ba Tư hay còn gọi là Hải Dương, đặc sản vải thiều với bánh đậu xanh. Một ngày hoàng đế đi chợ thì gặp một chú bé biểu diễn parkour, cứu một chú bé khác không bị quân lính lạm quyền vả bay mồm. Vua thấy chú bé này thật thú vị nên bảo em trai bế về nuôi luôn. May là nó mồ côi sẵn rồi chứ không thì cũng hơi khó coi. Chú bé tên là Dastan và chỉ trong chiều ngày hôm ấy, chú được lên rank từ mồ côi xó chợ thành con nuôi của hoàng đế. 15 năm sau, Dastan cùng các anh trai của mình, Tuss và Gasip, dẫn đầu quân đoàn Ba Tư đi chinh phạt. Họ đến được thánh địa Alamut. Tuss là con cả, nhiều râu nhất, được chọn để kế ngôi vua. Gasip là con thứ, máu chiến nhất, nhưng mà rõ là nhìn không được thông minh lắm. Còn đây là Dastan của 15 năm sau, mải chơi nhất, đi vật nhau với những người đàn ông lông lá bụi bặm, đến mức các anh phải cho người gọi về để họp bàn chiến thuật. Chú Nizam, em trai của hoàng đế, chỉ cho ba thằng cháu mình bằng chứng mà điệp viên của ông thu được về việc Alamut đã bán vũ khí cho kẻ thù của Ba Tư. Dastan phản đối vì bằng chứng nhìn hơi trust me bro. Chưa kể là vua cha ra lệnh cho cả ba anh em đánh chỗ khác cơ mà. Alamut là vùng đất thiêng, lơ ngơ dính vào là có ngày bị trách tội. Chú Nizam đầu chọc khích tướng anh cả Tuss một tí, khiến anh quyết định múc Alamut luôn. Gasip đòi dẫn đầu đoàn quân tiên phong đánh thẳng vào cổng chính, nhưng làm sao một đội quân toàn chân đất với chân ngựa có thể khoan thủng được cánh cửa thành cao to đến hôi. Tất nhiên là họ có một vũ khí bí mật khác, Dastan và hội anh em xương máu. Trong khi cả quân Alamut và quân Ba Tư vẫn đang mải khô máu ngoài cổng chính, thì Dastan đã tìm được vị trí vô cùng thích hợp để móc lốp. Anh sử dụng khả năng parkour thông thạo 7 của mình, leo tường, clear lính, mở cửa để quân Ba Tư có thể tràn được vào thành. Trong trận hỗn chiến sau đó không lâu, Dastan đã vô tình va phải một thằng cha cưỡi ngựa. Đáng buồn là thằng kia tuổi gì mà đòi solo với hào quang của nhân vật chính. Dastan đã chiến thắng, lút được một con dao găm nhìn phát biết xịn sò. Ở một diễn biến khác, hoàng tử Tuss đã đánh được đến đại điện, bắt được công chúa của Alamut, Tamina. Đúng như lời đồn, Tamina nhìn rất là mờ lem. Chú Nizam đòi thẩm vấn công chúa, cơ mà Alamut làm gì có lò rèn nào để mà bán vũ khí cho kẻ khác. Thế là Tuss cao thủ không bằng tranh thủ, nếu công chúa muốn quân Ba Tư tha cho Alamut thì cô sẽ phải cưới anh, kết làm đồng minh với đế chế Ba Tư. Đầu tiên thì công chúa không chịu. Ấy thế mà sau khi nhìn thấy Dastan với con dao găm mới lút trên thắt lưng và khẩu súng kỳ lạ phồng ra ở dưới quần thì cô liền đồng ý. Một thời gian dài sau đó, chắc là khoảng vài tiếng, thật bất ngờ, hoàng đế Ba Tư, cha của cả ba anh em, đã đến tận Alamut để trách tội các con vì đã tự ý công thành. Ông mắng Tuss vì đã quá nóng vội. Tin ai đéo tin lại đi tin trust me bro. Thế này thì anh còn non và xanh lắm, làm sao mà lên ngôi được. Tuss xin lỗi cha, nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm check lại tin xem có chuẩn không, để cho vua cha có thể tạm nguôi giận. Sau đó Tuss đi tìm Dastan, để em có thể về dự tiệc và nói đỡ cho anh một tí. Thế mày có nhớ mua quà tặng cha không? Yên tâm, em mua bánh đậu xanh với vải thiêu rồi, chờ củi về rừng ở thằng áo. Đây thôi, đưa đây anh chuẩn bị cho. Vừa nói xong, Tuss gọi người mang ra cho em trai một chiếc áo choàng nhìn rất là quý sở tộc để làm quà tặng vua cha. Dastan sau đó đến gặp cha, thủ thỉ tâm sự với ông. Sau khi nghe vua cha căn dặn về gia đình và trách nhiệm các thứ, tin vào trái tim mình mách bảo các thứ, làm dạng danh đế chế Ba Tư các thứ, anh tặng cha tấm áo choàng do Tuss chuẩn bị, rồi mang công chúa vào diện kiến. Ừ thì Tuss cũng muốn lấy công chúa thật đấy, nhưng mà vua cha nói Tuss đã có nhiều vợ lắm rồi, nên thôi thì làm anh khó lắm, nhường công chúa làm vợ Dastan đi. Vừa nói xong thì ông bốc khói phừng phừng, chiếc áo choàng đã bị tẩm độc, làm vua cha chết trong đau đớn. Đương nhiên ai cũng nghĩ Dastan là thủ phạm, vì anh chính là thằng đã tặng cha cái áo này mà. Dastan bỏ chạy, vô tình dắt công chúa theo. Hai người ăn cắp một con ngựa rồi bấm nút biến. Giữa hoang mạc, Dastan vẫn chưa hết sốc, một phần vì cái chết của cha, một phần vì anh không hiểu tại sao Tuss lại đưa anh cái áo đấy, một phần vì anh nghĩ đáng lẽ ra mình nên đặt mua cho cha áo của trùm cuối. Đã có link ở dưới phần mô tả và bình luận. Công chúa Tamina an ủi Dastan, đen cái đó cuối cùng chỉ là động tác giả để cô cướp kiếm hỏng giết anh. Trong lúc ẩu đả, Dastan vô tình kích hoạt sức mạnh của con dao VIP Pro, sử dụng cát thời gian, tua ngược về trước khi cô định lấy kiếm. Trong lúc bối rối vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh lơ ngớ tua ngược thêm một lần nữa, dùng hết mẹ cát còn sót lại trong dao và hiểu ra mọi chuyện. Cầm trong tay món đồ như hách, Dastan đã suy luận được lý do tại sao anh mình tấn công Alamut. Làm đéo có lô vũ khí nào trong thành phố thật. Lý do chính của cuộc chinh phạt là thứ mà anh đang cầm trong tay, một con dao có thể quan hệ với dòng thời gian. Tua ngược lại khoảnh khắc Tây bán nhà thua Pen để đổi kèo, trở thành bá chủ thiên hạ. Giờ thì anh phải trở lại nơi người ta sẽ an táng vua cha, báo với chú Nizam về con dao, với hy vọng có thể nhờ chú giải oan cho mình. Hay lắm thiên tài, ông vừa thoát khỏi sự truy đuổi của quân lính, và giờ kế hoạch của ông là thâm nhập vào nơi có quân số đông gấp 10 lần, với hy vọng mong manh là chú ông giúp được. Tamina phản đối, nhưng Dastan mới là thằng có ngựa, nên cô đành phải nghe theo. Anh vạch ra một lộ trình tránh hết những con đường lớn, đi qua thung lũng nô lệ. Tin xấu thì đây là nơi đầy rẫy tội phạm và bọn buôn người, tin tốt là ít ra không có lính Ba Tư. Dastan định đổ cát và dao thử thì bị Tamina cười. Làm gì có chuyện dễ ăn đến thế, con dao phải được sử dụng một loại cát đặc biệt mới có thể tua ngược thời gian. Đi chưa được bao xa thì Tamina ngất vì khát nước. Dastan quay lại giúp cô, nhưng hóa ra lại là một cú lừa. Công chúa chỉ giả vờ ngất để đánh Dastan bất tỉnh, rồi cướp ngựa chạy đi. Một lúc sau thì anh mở mắt, chưa kịp ngồi dậy thì anh lại bị bọn buôn người bao vây. Dastan thuyết phục chúng bắt Tamina và tha cho anh. Thế đéo nào lại thành công.
anh lút được chiếc ống cát magic giữa khe ngực công chúa để cho tên chủ nô hô biến Tamina thành hầu gái phục vụ đồ uống. Sau đó thì Dastan được hắn mời ở lại xem trường đua đà điểu mà hắn một tay dựng lên. Anh định rời đi với con dao thì tên kia lộ rõ động cơ thật. Hắn ta đã nghe được tin hoàng đế Ba Tư băng hà và chỉ có ngu mới thả Dastan đi để vuột mất cá một gia tài. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Tamina thả hết đà điểu ra khỏi chuồng, gây náo loạn cả trường đua, cứu Dastan một mạng. Cả hai bỏ chạy cùng nhau, cuối cùng cũng đến ở nơi an táng vua cha. Dastan mạo hiểm hẹn gặp chú mình. Ở đó anh cố gắng thanh minh với chú rằng chính Tusk là thủ phạm gài bẫy anh giết vua cha. Nhưng khi Dastan nhìn lại, con dao đã bị Tamina lấy mất từ lúc nào. Còn anh nhận ra bàn tay của chú Nizam bị bỏng vì độc. Chờ đã, chú có sờ vào chiếc áo bao giờ đâu? Có gì đó đéo ổn ở đây rồi. Bỏ mạnh, có vẻ như Tusk cũng bị lừa. Nizam mới là thủ phạm đứng sau tất cả mọi chuyện. Dastan vừa mới kịp nhận ra điều đó thì một mũi tên bay xuống cắm phập vào cạnh anh. Lão Nizam này đã bày sẵn quân mai phục để giết người diệt khẩu. Dastan lại tiếp tục bỏ chạy, sử dụng kỹ năng parkour thông thạo 7 trốn khỏi đám lính cố ăn thịt anh bằng được. Để vuột mất cả Dastan lẫn con dao khiến Nizam cay cú, lão triệu hồi hội sát thủ mà mình đã mất công nuôi bấy lâu nay, cho thằng cháu đi bán muối bằng được. Quay trở lại với Dastan, anh đã thành công truy vết Tamina vì cốt truyện bảo thế. Anh muốn Tamina giải thích toàn bộ câu chuyện. Đúng lúc ấy thì thằng sát thủ của Nizam đã đến, sử dụng thổ độn tạo ra một cơn bão cát đuổi theo hai người. Là người chơi trên server sa mạc đã lâu, Dastan biết là có cái lờ mà chạy thoát được bão cát, nên dựng tạm một căn lều chống cát bay, chờ cơn bão qua đi. Trong lều, Tamina và Dastan bắt đầu cởi mở với nhau hơn. Công chúa kể chuyện cổ tích cho anh rằng ngày xưa, các vị thần thấy con người nâu hốp quá, nên tạo ra một cơn bão cát bao phủ địa cầu, như là đại hồng thủy vậy, nhưng mà khát hơn. Trong lúc ấy, có một cô bé đã cầu xin các vị thần hy sinh thân mình, đổi lấy cơ hội làm lại từ đầu cho loài người. Các vị thần vì cảm động mà không chỉ tha cho loài người, còn thu hồi cơn bão thần vào một chiếc đồng hồ cát khổng lồ dưới lòng đất. Các vị thần còn tặng cô bé kia con dao có khả năng fuck timeline. Con dao này là thứ duy nhất có thể đâm xuyên qua thành đồng hồ, giải phóng các thời gian, tua ngược thời gian bao nhiêu tùy thích. Giờ thì đến lượt Dastan kể chuyện. Anh kể rằng xưa kia, khi vua cha anh và chú Nizam còn trẻ, có một lần hai anh em cùng lên núi đi săn. Loạng choạng thế nào cha anh lại bị một con sư tử núi tấn công, và chú Nizam chính là người đã cứu mạng ông. Kế hoạch của Nizam khi chiếm Alamut là phải tìm cho ra chiếc đồng hồ cát thần dưới lòng thành phố cùng với con dao, tua ngược thời gian về khoảnh khắc đó để không cứu anh mình nữa, thay đổi quá khứ để hắn có thể làm vua. Chuyện vừa kể xong thì cơn bão đã tan. Bước ra ngoài lều, Tamina giải thích thêm, nếu đâm con dao vào đồng hồ cát, càng tua lâu thì chiếc đồng hồ càng bất ổn, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, hủy diệt thế giới. Giờ thì công chúa cần phải đến một thánh địa bí mật, giấu con dao đi, ngăn không cho Nizam tìm thấy nó. Tamina xin lại con dao từ tay Dastan. Dastan không chịu, anh đòi phải được đi cùng cơ. Đôi trai gái bắt đầu vừa đi vừa chim chuột. Họ tìm thấy một ốc đảo thì bắt gặp thằng chủ nô đua đà điểu lúc trước. Hắn hỏi tội cả hai vì cuộc náo loạn ngày hôm đó đã làm đà điểu của hắn chết gần hết, hỏng hết cả việc làm ăn, nên giờ hắn phải bắt Dastan về để lấy tiền thưởng làm lại từ đầu. Đêm đó khi mọi người ngủ say, đám sát thủ của Nizam lại tiếp tục tấn công. Lần này thì dùng rắn độc, Dastan sử dụng con dao tua ngược thời gian, ghi nhớ được hướng tấn công của đám rắn, lật kèo cứu anh da đen và tên chủ nô. Sáng hôm sau, Tamina deal với tên chủ nô, thuê đoàn của hắn để giúp hai người đến được thánh địa. Cái khó nó ló cái eo. Tất cả mọi người ở đây đều đã bị sát thủ giết chết. Giờ chỉ có một cách duy nhất để đảm bảo con dao sẽ vĩnh viễn an toàn, đó là trả nó về lại cho thần linh. Điều đó đồng nghĩa với việc Tamina sẽ chết. Chưa kịp làm gì thì hoàng tử Gasip đã truy được đến nơi, bắt Dastan về chịu tội. Dastan thuyết phục thằng anh bằng bài phát biểu về tình anh em, nhưng chưa kịp kể hết chuyện thì bọn sát thủ đã tấn công, bắn Gasip gục. Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Tất nhiên là cả lính của Gasip lẫn tên buôn người làm sao mà có thể đọ lại được bí thuật của đám sát thủ. Dastan và Tamina trốn được vào trong hang. Anh đòi hy sinh thay cô. Đáng buồn là phép thuật không hoạt động như thế. Đang lưỡng lự thì một thằng sát thủ đã mò được vào trong hang, đánh Tamina bất tỉnh bằng thứ vũ khí vừa đen vừa dài là con uốn lượn. Dastan chiến đấu đẩy lùi tên sát thủ, nhưng quên không bảo vệ Tamina, khiến cho con rắn độc của đám sát thủ mò được đến, nuốt con dao vào bụng rồi rời đi. Trở lại với Dastan, anh bị thằng sát thủ bón hành cho ngập mồm, và chắc chắn là bay màu nếu Gasip không ra tay ứng cứu. Gasip tắt thở, Tamina tỉnh lại chạy đi tìm Dastan. Mọi chuyện đã quá muộn, đám sát thủ đã lấy được con dao và chim cút từ nãy. Giờ hai người họ phải trở về tận Alamut để ngăn chặn Nizam. Tên buôn người định lấy tiền công rồi rời đi, nhưng bị anh da đen thuyết phục giúp Dastan và Tamina. Họ đột nhập vào thành phố ngay lúc lão Nizam đã đào được đến chiếc đồng hồ cát. Họ chia nhau ra thực hiện kế hoạch. Anh da đen đi lấy con dao trên đỉnh tháp, được canh giữ bởi một thằng sát thủ chơi hệ ám khí. Tin tốt là anh da đen đã giết được thằng kia, tin xấu là anh cũng bị trọng thương. Trước khi chết vẫn kịp ném con dao thần xuống cho các bạn. Tên chủ nô lên ngựa đánh lạc hướng quân lính trong thành, để Dastan và Tamina có thể đi gặp anh cả Tusk giờ đã lên ngôi vua. Dastan thuyết phục Tusk bằng cách tự sát để anh trai có thể tua ngược thời gian và cứu mình, chứng minh những gì Dastan kể đều chuẩn. Hai anh em vừa giảng hòa xong thì Nizam đã vào giết Tusk, cướp con dao đi mất. Tamina và Dastan phải chạy nước rút theo đường hầm bí mật đến chỗ cái đồng hồ cát cho kịp lúc. Hai người phải trải qua đủ mọi loại bẫy, hạ thằng sát thủ cản đường, hôn nhau một cái confirm tình cảm, rồi mới đuổi kịp Nizam. May quá lão giả vẫn chưa làm gì. Dastan chặn được Nizam, mỗi tội hơi non nên bị đâm lén, đẩy xuống vực. Tamina cố gắng thuyết phục lão nhưng bị Nizam hất văng đi.
Dastan cố cứu Tamina, nhưng cô đã thả tay ra, chấp nhận hy sinh để Dastan ngăn chặn Nizam. Lão già đâm con dao vào đồng hồ cát. Nhục một nỗi thứ được giải phóng ra chỉ là một cơn bão cát vô tận quét qua mọi thứ. Dastan tiếp tục giằng co với lão già, rút được con dao ra, rồi cuối cùng vẫn bị cơn bão cát cuốn bay đi mất. Anh hoàn hồn. Nhìn lại thì thấy mình đã được tua ngược về khoảnh khắc mình lấy được con dao khi trận công thành vừa mới kết thúc. Anh chạy đi gặp các anh em, giải thích mọi chuyện, vạch mặt Nizam. Anh khiêu khích lão già, làm lão quay ra định giết anh. Tất nhiên giờ anh là người chiến thắng, cơ mà đéo hiểu sao vẫn tha mạng cho Nizam. Lão chú phản chắc định trở dậy đâm Dastan, nhưng bị Thurs chặn rồi giết chết. Ba anh em họ đến đại diện tạ tội với công chúa Tamina. Lần này Thurs đứng ra mai mối Dastan với công chúa, như một lời xin lỗi đồng thời thể hiện thành ý băng giao. Dastan tặng lại cho công chúa con dao găm thần thánh. Hai người rời khỏi đám đông, đi dạo riêng, bắt đầu một mối quan hệ mới. Con dao ảo ma giờ đã được bảo vệ an toàn, thiên hạ thái bình. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.